sao? Thôi nín không khóc nha. Thế bây giờ mình làm gì? Gì? Với con chuột. Mấy con chuột gì? Vẽ con chuột hả? Hay là lấy con chuột? Với con ớt. Lấy con ớt ở đâu? Lấy con ớt để làm gì? Tôi biết là người ta viết trên giấy tối ngày tôi viết bằng tay không ạ? Hử? Con ớt nào? Lấy con ớt đó để làm gì? Hả? Là lấy qua đây coi. Thế bây giờ cái tay giờ làm sao đây? Lấy khăn lau đi. Thằng lâu không chạy ra đâu. Rồi con lấy khăn giấy qua đây mày lau Con cho. bi mà. Bây giờ lâu không ra là làm sao? Hả? Giờ lâu không ra là phải làm sao? Phải đi tắm nha. Hả? Ra chưa? Nó có hiểu mũi không? Bây giờ mình làm gì nữa?